Minasan, konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sen xin kính chào toàn thể quý bạn và các vị. Để diễn tả cái cây có trong công viên, chúng ta hãy thử sử dụng một câu sau đây. Kiwa koen ni arimasu. Khi nói về giáo viên đang có trong lớp học, sensei wa kyoshitsu ni imasu. Anh là một là vật, hoặc người và con vật. Đi với trợ từ wa, anh là hai chỉ địa điểm, vị trí, cùng với ni. Động từ arimasu thể hiện cho sự tồn tại của vật nơi chốn, imasu cho người và con vật. N1 được đưa lên làm chủ ngữ nhằm nhấn mạnh sự tồn tại của N1. Hana wa niwa ni arimasu. Hoa thì có ở trong vườn. Tore wa debato ni arimasu. Nhà vệ sinh thì có trong trung tâm thương mại. Hokkaido wa nihon ni arimasu. Hokkaido thì có ở Nhật Bản. Neko wa betto no ue ni imasu. Con mèo thì có trên cái giường. Ja, minasan, okane wa doko ni arimasu ka? Kotae wa komento shite kudasai. Tiền thì có ở đâu vậy? Các bạn hãy ứng dụng một ngữ pháp hôm nay và để lại câu trả lời dưới dòng comment nhé. Saigo made mite arigatou gozaimashita. じゃあねー。